Mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàng cầu Trung Quốc, Hồ Tích Tiến, nói vài lời thật lòng với người Việt Nam. Thưa quý vị, như trong bản tin đặc biệt về Biển Đông của TTV hôm chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020 đã đưa tin, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có một bài viết ngắn trên Twitter nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Mỹ 11 tháng 7 năm 1995, 11 tháng 7 năm 2020. Gần như ngay lập tức, ngày 12 tháng 7 vừa qua, Hoàng Cầu Thời Báo đã đăng một bài viết do chính tổng biên tập Hồ Tích Tiến chấp bút vừa ly dáng mối quan hệ Việt-Mỹ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vừa hăm dọa vì những nguy cơ mà Việt Nam có thể gặp phải nếu rời xa Trung Quốc. Sau đây là bài viết của Hồ Tích Tiến được dịch ra tiếng Việt và đăng trên Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ngày 11 tháng 7 là kỷ niệm 25 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã ra một tuyên bố không ngắn miêu tả quan hệ Mỹ-Việt như một đóa hoa và cho biết sẽ xây dựng quan hệ Mỹ-Việt thành hình mẫu quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế. Đây chính là bức điện đến từ ngoại trưởng của nước từng ném hàng ngàn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam, trong đó bao gồm Hà Nội vài chục năm trước. Quan hệ quốc tế như trò trẻ con, thích dở mặt thì dở mặt. Mỹ hiện dành muôn vàng cưng chiều cho Việt Nam. Mục đích chỉ có một, đó là ly gián mối quan hệ Trung Việt, dung túng Việt Nam đối trọng với Trung Quốc trong vấn đề trên biển, khiến Việt Nam cũng trở thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Việt Nam duy trì cân bằng chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ để thực hiện tối đa hóa lợi ích quốc gia là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, là người làm báo, tôi cũng muốn lưu ý tầm quan trọng của việc giữ tỉnh táo. Trong nước Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, cũng phải khẳng định rằng có thế lực trong và ngoài nước mưu toan tận khả năng kích động tâm trạng này. Hà Nội nhất thiết không nên bị bắt cóc bởi sự phát sinh và chuỗi lên men tâm trạng này, cần vĩnh viễn đề phòng trở thành khẩu súng của Mỹ. Bởi đó không những không thúc đẩy mà còn gây nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia của mình. Trung Quốc và Việt Nam đã phân định biên giới trên bộ, hai bên còn tranh chấp về chủ quyền của một số đảo và bãi đá cũng như quyền lợi biển Tuy nhiên, so sánh với việc hai nước duy trì hòa bình, hữu nghị và tăng cường hợp tác lớn, việc nào nặng, việc nào nhẹ là điều hết sức rõ ràng. Tôi sẽ trình bày một số chuỗi lợi ích để mọi người tham khảo. Một là, Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho Việt Nam, mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là lợi dụng Việt Nam, điều này mãi mãi không thay đổi. Hai là, dốc sức phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là một phần trong chính sách láng giềng hữu nghị lâu dài của Trung Quốc. Hơn nữa, quan hệ Trung Việt ổn định và phát triển theo hướng tốt có ý nghĩa căn bản hơn đối với Việt Nam. Ba là Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa. Đa số nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đều đã sụp đổ. Là nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam có thể duy trì cục diện chính trị ổn định, sự nâng đỡ chiến lược tiềm tàng lớn nhất là đến từ ổn định chính trị của Trung Quốc. Thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình. Bốn là cùng với sự mở cửa của Việt Nam, các thế lực chính trị chống đối nổi dậy trong và ngoài nước sớm muộn sẽ dấy lên cơn sóng lớn, khiến Việt Nam đối mặt với thách thức căn bản. Đến lúc đó, Mỹ và phương Tây chắc chắn là những bên thêm dầu vào lửa thậm chí còn dán đòn chủ yếu vào Việt Nam. Về điều này, Hà Nội cần giữ cảnh giác lâu dài. Và năm là khoảng cách thực lực giữa Trung Quốc và Việt Nam là không sao thay đổi được. Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng, lại khác với các nước ASEAN khác, có thêm mối liên hệ đặc biệt giữa đảng cầm quyền. Để Trung Quốc trở thành động lực phát triển và là chỗ dựa thực hiện lợi ích quốc gia quan trọng của Việt Nam, chứ không phải biến thành trở lực cho chiến lược quốc gia Việt Nam. Đây là một lĩnh vực rộng thể hiện trí tuệ chiến lược của Hà Nội. Cuối cùng, điều tôi muốn nói là người Trung Quốc sẽ không phản đối Việt Nam phát triển quan hệ với Mỹ. Đó là quyền lợi của người Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ phản đối quan hệ việc Mỹ bị lợi dụng để ủng hộ Mỹ kiềm chế Trung Quốc bằng bất cứ hình thức nào. Là người làm báo, tôi có thể đại diện cho suy nghĩ của nhiều người Trung Quốc bình thường. Vì vậy, tôi cứ nói thật thôi. Thưa quý vị, bài báo này rõ ràng là cho thấy sự lo sợ của giới cầm quyền Bắc Kinh trước viễn cảnh Hà Nội liên kết với Mỹ là có thật và đang cố ra sức ly gián đôi bên. Thay vì ve vãn đàn em bằng những lời hứa hẹn đường mật, lần này Bắc Kinh đã đe dọa Hà Nội bằng viễn cảnh mà những lãnh đạo cộng sản Việt Nam sợ nhất, đó là nguy cơ mất quyền lãnh đạo vào tay các thế lực thù địch và khẳng định rằng thể chế chính trị Cộng sản Việt Nam không thể trường tồn lâu dài một mình nếu không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Chọn đảng hay chọn đất nước, lần này sẽ là một lựa chọn khó khăn cho đảng Cộng sản Việt Nam. Hy vọng họ sẽ thể hiện mình còn là những con người Việt Nam. Tuy nhiên có một điểm xin quý khán giả lưu ý. Nếu Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng một bài viết với lời lẽ mạnh mẽ và toạt móng heo như thế, thì có nghĩa là tình hình đã căng thẳng lắm rồi